dữ nha. Đâu ra có đồ ngừa, đồ ngừa quá sốc nha. Hôm nay rất là nhiều YouTuber tới quay ủng hộ cô Ba để cô Ba có được những chi nhánh mới nha cả nhà ơi. À, cô Ba hiện tại là chỉ có hai chị em mình, mọi người hai chị em phụ vào. Còn cái bạn kia là bạn YouTuber. Mấy hôm trước bên đó mình bán hay sao rồi cô Ba? Dạ. Dạ, hôm trước mình bán bên đó bị sao rồi cô Ba? Dạ em bị như là em như là không biết sợ đi, nhưng mà đông quá giúp đỡ cũng không được. À dạ. Đông quá. Đông quá. Cái số lượng đông quá đông. Hôm nay mình qua đây là khách cũng bỡ ngỡ ha, thì giờ anh em YouTuber có thì đẩy lên ủng hộ cô Ba để cô Ba nhiều người biết tới thêm ha. Rồi mà mình vô đây mình bán rồi ai chỉ mình vô đây cô Ba? Dạ chỉ đi ngang thấy rồi hỏi anh cho chú đây còn mới quay chơi vui à, học sạch em quay quay diện như là quay năm vui á. Mấy chú ở trong đây cho mấy hoạt bằng như là thương người á, thương hoàn cảnh của hai chị em á, như là biết em á đang bán là nặng sao sao á, cho chú nói với chị hai là cho chị hai mướn tháng triệu. Nhưng mà em đặt cọc ở đằng nặng cái nhà đằng nặng ở Hải nhà hết 3 triệu rồi. À vậy là hồi sáng là cái bạn kia chia sẻ là chỗ khác nữa hả? Hồi sáng có cái anh kia anh nói là 10 triệu thì 8 triệu là bạn nói giảm đó là chỗ khác nữa hả? À cái chỗ rồi. À với nhầm rồi. Không phải, hồi sáng cái bạn kia chia sẻ là nói là cũng như chú công an á, chú công an á lấy triệu là 10 triệu nhưng mà giảm còn 8 triệu mà không phải chỗ đó đúng không? Bây giờ là chỗ khác rồi, chỗ này có 1 triệu thôi. Chỗ này 1 triệu á, là thêm mỗi tháng 1 triệu. Chị ở đây tối chịu tính tắt cái đèn vô. Lát nữa trời tối xuống nữa có tính tắt cái đèn không? Chỗ bên kia á. Bên kia. Dạ, cô Ba đặt cọc 3 triệu nhưng mà không có mướn được hả cô Ba? Chỗ này rộng mà một bằng mướn chỗ này là 1 triệu nhưng mà người chưa không phải là 10 triệu như sáng có một cái video của các bạn chia sẻ. Nói chung là bây giờ hiện tại là chưa có gì ổn định các bạn, cho nên là cái chỗ nào rẻ lúc sau thì bên kia là bạn có một cái lượng khách thường xuyên ngồi nhiều lắm. Ở qua đây thì người chưa có biết cho nên là bắt buộc phải có cái sự thông tin. Có thể nói là các bạn YouTuber chia sẻ video này. Mà ở đâu bán cái gì mà ông cứ nhắc vậy? Cười đi nghe, từ nãy giờ là thấy cứ buồn buồn giờ cười đi. Vui lên cho ba ơi. Thoải mái lên. Tại vì mốt mình có địa điểm bự hơn ta. Chị ra chén đi chưa? Chị ra chén đi chưa? Mẹ ra chưa? Mẹ chưa ra luôn. Vui vậy vui. Đi một bên tới kia là địa chỉ chỗ nào tới bây giờ á, đang đi tới. YouTuber hay là friend? YouTube nè, thấy trao đổi YouTube friend mà mày chết về. Ngàn mấy người lắm đâu mà dở đâu. Hỏi mày nhắn tin bao luôn lần lượt đi luôn á. Chân với mô tô nhỏ quá người khách không thấy.
nếu mà anh gửi gáp qua đây trễ thì em ngày mai sáng mà anh lấy ngày mai, có thể ngày mai nhất ít có thông cảm với em, mà tại vì công chuyện của em bận rộn quá. Có thể nói là hiện tại cái cộng đồng mấy bạn mà nữ hình như bạn Tây Thi này chưa có chuyển nha mọi người, vẫn còn chỉ là dạng như BD thôi chứ chưa có LGBT các bạn, chưa chuyển các bạn. Ở Sài Gòn chúng ta rất là nhiều, hiện tại có rất là nhiều người rất là được hot trên mạng các bạn, như là về anh Cát Thi, chị Cát Thi các bạn, rồi cá nhân chuyên Thu Phương, rồi là ở ngay cửa cầu Khánh Hội là hai cái chị em bán gọi là bánh rán các bạn. Còn hiện tại mình nghĩ ở đây khá là hot nhất Sài Gòn luôn bạn, sắp tới sẽ rất hot bạn. Chưa thấy bắp ra. Ok, cập nhật cho mọi người là cái bắp nướng mỡ hành Tây Thi là thì đây bắp đã được bắt đầu ra rồi, chưa có nói chung là hiện tại khách chưa có đông nha mọi người. Ok, mọi người nhớ đăng ký kênh like share comment để cập nhật những thông tin mới nhất về các nhiều cái địa điểm ăn uống và ẩm thực đường phố của Việt Nam cũng như là đường phố ẩm thực ở Sài Gòn các bạn. Nói chung là khách bây giờ chưa có nhiều, nhưng ở đây chủ yếu là chị ơi, em nghĩ là xếp hàng dọc về cái khách trên trong để hồi kẹt xe ở đây. Đấy không? Ta ra vô. Khách xếp hàng trong này hả? Đúng rồi, khách xếp hàng mình. Khách xếp hàng trong đây nè. YouTuber Kiến Nhi mọi người. Ơi, không có quay rồi, mới vô nghề lần đầu tiên. Đấy quạt khí thế luôn, trời đất ơi. Ôi, dẹp đẹp đẹp. Ok. Và con tim đã vui trở lại. Bỏ đây. Cái nước mình không biết bạn ơi.
cho anh Khánh nha. Mới dọn xong rồi. Cô ba và cô hai hai chị em đang làm không kịp nghỉ tay luôn. Và mấy bạn YouTuber lại phụ cô ba. Anh ơi, bạn ơi. Lại đâu hãy xem video sức khỏe lại đi. Dạ. Em hết con. Để đi cho chị hai ly. Không có lên được. Phố đó bạn, đây các anh mà đứng giấu mình ở bên trong. Chị ơi em vô phụ đi nha, chị trả luôn em nha. Cô ba ơi, tự nhiên bây giờ đông lại cô ba vui không? Dạ vui. Vui ghê luôn á. Vui ghê luôn á. Vui mà vui ghê luôn. Vui dữ lắm, vui luôn á. Quá vui luôn. Cô ba nói lúc nãy nữa vắng giờ đông lại rất là vui lắm. Đấy, nghe được bạn Đức nói đi kiếm chỗ hai lần đó. Đi kiếm được chỗ này cái lần hồi con luôn rồi. Hình như là bỏ cọc luôn á chứ. Bỏ cọc. Cô ba cứ tưởng là hôm nay vắng giờ một hồi rất là đông. Rồi, vô mũ này người đẹp. Cầm đi em hộ chị ơi. Phụ sao giờ chị em đi. Đấy, ba ly, hai ly cho nữa. Cho mà cái là nó cháy luôn đi cô hai. Nói anh ở đây 24/24 anh để muốn bắt từ lúc mà chị chưa có người tới giờ luôn á. Bây giờ anh bao nhiêu công là anh sẽ nhường cho em lại hết. Ôi mừng quá, khách tới đông rồi. Mình hiểu ở đây là không?
rồi, anh bày anh bà. Có người kêu em là người chuyển giới đúng không? Có liên quan là hai bằng hộ á, nói đây đúng chung á, chắc chuyển giới chung thôi. Xét nghiệm hết rồi chuyển giới. Ok, nếu các bạn mà muốn ăn bắp và muốn ủng hộ cho Tây Thi và hai chị em, cô chị rất là dễ thương các bạn. Cô chị thì rất là thương mà rất là hiền lành luôn, ít nói nhưng mà bạn Tây Thi thì cũng ít nói luôn. Mà khi hỏi nói chung là bạn nó chưa có dạng lắm, chưa có dạng như là mấy bạn đi và cắt thi nữa. Mấy bạn nói quá dữ luôn, còn mấy bạn này thì ít nói thôi. Mất cười nhiều lắm. Mất cười quá trời các bạn ơi. Đây YouTuber quay đây. Hậu quả của hacker đó. Nè đây hacker đã nướng ra 50 bắp. Mất một nửa trái bắp người ta rồi mọi người. 2, 3, 4, 5, 5 trái. Nè 9 hôn chiều gấp ra nè. Mọi người YouTuber nè. Cái này là Tây Thi sẽ bỏ đi cái phần này nha. Không, một chút Tây Thi sẽ xây sinh tố cho em uống á. Đây, mình đặt cho kỹ luôn nha. YouTuber Tiết Nhi đã nướng trái bắp rất là đẹp. À, Tiết Nhi đây đúng rồi. YouTuber Tiết Nhi nướng trái bắp đứt khéo luôn các bạn ơi. Cháy đen thui luôn các bạn. Quay tí nữa cô ba cho em mang về xây sinh tố uống luôn á. Nếu cảm thấy hay là cho triệu view luôn nha.